Đây, giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe. Màu sơn là màu đen, xe máy 200 máy dầu, màu cực kỳ êm luôn. 4 tấn đĩa ABS. Cái hàng ghế sau này nó là dòng xe là 5+2, có một cái vết chày xước luôn ha. Ngồi sau này rất là mát ha. Là khoảng chừng 8 lít ha. Nếu mà chạy cao tốc thì khoảng chừng 7 lít là hết cỡ rồi. Chế độ gập gương có thể là gọi điện trực tiếp liền cho bên em. Nói với anh chị chứ lần đầu tiên em chạy cái Karen máy dầu. Mà thật sự là chạy rất là sướng. Tưởng đâu là máy dầu ví dụ như là Isuzu này kia, nhưng mà không, máy dầu này rất là êm ha. Nổ rất là êm luôn á, mà chạy cảm giác là thoải mái. Nói chung là xe này anh chị coi cân nhắc nha, có thể là lấy về đi. Máy dầu thì đặc biệt với anh chị là biết là nó tiết kiệm. Cỡ nào cỡ nó vẫn là tiết kiệm hơn máy xăng ha. Xe số sàn chạy rất là mượt luôn ha. Rất là mượt luôn. Màn hình thì bự chà bá luôn. Vô lăng này. Dòng xe này nè anh chị nè, là nó là 6 số luôn ha. Nó có 6 số luôn. Thường thường là số 5 nhưng mà xe này là 6 số ha. Cho nên là mình chạy mà coi như đường trường á, đường cao tốc là vô số 6 này bảo đảm là anh chị là rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Mà chạy nó êm hơn ha. Lợi dầu. Giới thiệu cho anh chị là một chiếc xe Kia Karen anh chị ha. Màu sơn là màu đen. Thì bây giờ em cũng báo giá luôn cho anh chị luôn. Xe thì biển số 81. Xe này là coi như là đời 2007, bên em đang bán với giá là 265 triệu ha. Xe máy 2 chấm, máy dầu máy 2 chấm, nổ cực kỳ êm luôn. Bây giờ em sẽ quay và giới thiệu cho anh chị cái máy trước đầu tiên ha. Cho anh chị xem cái máy, tại vì cái máy này nó ấn tượng là cái chỗ là máy dầu, cho nên là cho anh chị xem cái máy trước. Anh chị thấy không? Máy dầu, máy Kia nổ cực kỳ êm ha. Nổ rất là êm ha. Cứ tưởng đâu là máy dầu nổ sẽ là coi như là ồn và khó chịu, nhưng riêng xe này và dòng này máy nổ cực kỳ êm. Rất là êm luôn. Máy lạnh này kia là đang chạy luôn ha. Thì bên em sẽ bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng luôn. Nổ rất êm ha. Và máy thật sự là anh chị là rất là gọn gàng luôn. Máy móc thì khỏi bàn. Anh chị cứ nếu mà anh chị thích thì có thể là đến số 900 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, sẽ coi như là chạy thử và trải nghiệm xem coi như thế nào ha. Anh chị thấy không? Bên ngoài thì là một cái bộ mâm rất là đẹp, bộ mâm là dạng như là thể thao luôn nha. 4 tấn đĩa ABS. Xe rất là thể thao. Đây anh chị nè, 4 tấn đĩa ha. Mâm thì anh chị thấy, mâm thì nhìn rất là đẹp. Về phần đuôi xe này anh chị, dòng này thì anh chị biết rồi, nó là dòng xe là 5+2, cho nên là cái hàng ghế sau này nó hơi chật thôi, nhưng mà khi mình để xuống như này có thể là mình chở đồ ha, hoặc là chở hàng, còn khi mình lật lên thì có thể là ngồi ha, hai người. Còn riêng cái hàng ghế giữa và hàng ghế đầu tiên thì sẽ là coi như là ngồi rất là rộng rãi và thoải mái. Xe thì được bọc trần rất đẹp ha, 5D, sẽ có là cửa sổ trời, rất là nhiều chi tiết ha, mà để cho anh chị có thể là sở hữu chiếc xe như thế này. Nước sơn bên ngoài thì nói chung là sơn lại hết rồi, nhưng mà coi như là không có một cái vết chày xước luôn ha. Cho anh chị vô sâu bên trong. Hàng ghế này là ngồi rất là thoải mái, mà nó sẽ có là một cái điều hòa phía sau này, cho nên là ngồi sau này rất là mát ha. Ngồi rất là thoải mái và mát luôn. Rất là thích, rất là rộng rãi luôn. Cái này đi xa là không có mệt nha anh chị nha. Và riêng cái máy dầu thì coi như là tiết kiệm nhiên liệu. Nếu mà xe bình thường, xe xăng thì nó phải là 10 lít, 11 lít. Nhưng riêng với vòng máy dầu này thì nó chỉ có là khoảng chừng 8 lít thôi. Nếu mà chạy cao tốc thì khoảng chừng 7 lít là hết cỡ rồi.
Cho nên rất là lợi thế khi mình sở hữu một chiếc xe máy dầu như thế này. Tắp bi tắp lô rất là đẹp. Nên anh chị thấy không? Cái riêng cái hàng ghế này anh chị nên ngồi nó thoải mái như thế này mà. Ngồi vậy mà anh chị đi 200-300 cây số thì đâu có bao giờ mà mệt ha. Rất là thoải mái. Xe thì trang bị một cái màn hình lớn luôn, 9 inch. Khi mà mình đi chơi thì coi như là nghe nhạc vivu luôn ha. Ngồi bên trong này cảm giác là máy dầu nó nổ êm, rất là êm, cực kỳ êm luôn. Copy thì ok thế này anh chị ha. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem qua bên kia ha, xem phần bên này. Đây, copy này anh chị nè. Rất là đẹp. Thường thường á, những cái xe máy dầu á, thường anh chị nghĩ là người ta sẽ là chạy nhiều. Cho nên là mọi chi tiết hoặc chức năng nó sẽ hao mòn, nhưng mà riêng cái chiếc này là người ta chạy ít hơn. Cho nên là rất là đẹp. Mọi thứ chi tiết còn rất là đẹp luôn. Anh chị nhìn không? Cái hàng ghế anh thấy quá rộng luôn. Rất là rộng. Này cho anh chị xem cánh cửa tài. Anh chị không? Thấy nó bì không? Xe thì sẽ trang bị là gập gương ha. Thì bây giờ em sẽ xuống gập gương cho anh chị xem. Không, chế độ gập gương có đủ hết ha. Mở gương ra, gập gương, chỉnh gương, nói chung là đầy đủ hết. Vô lăng thì tuyệt vời, rất là đẹp. Vô lăng ha, rất đẹp ha. Thì xe này thường thường người ta kêu là sẽ là thắng tay nó nằm đâu, nhưng mà xe này là sẽ là xài thắng chân nha anh chị nha. Ví dụ như em sẽ bước vào đây, khi mà em chạy thì em sẽ nhả cái cần trên này nè anh chị nè. Đó là thắng nằm đây, thắng tay nè. Này nhưng mà cái này xài thắng chân, đó, thắng chân lại. Vậy không? Bật ra. Như anh chị không biết là cứ để im như vậy chạy là coi như là tí là bó thắng liền anh chị ha. Cho nên bật ra vài cái là chạy thôi ha. Anh chị nhìn thấy không? Nhìn thấy một chiếc xe Kia Carrera. Máy dầu. Rất đặc biệt ha. Nên anh chị thấy là cái gầm xe anh chị ha. Đẹp ha anh chị ha. Đó, xe thì bản số 81 cho nên là chất lượng xe của trên cái vùng cao ha, thì lúc nào cái gầm nó cũng tốt hơn ha. Tuy là nó hơi dơ một chút thôi nhưng mà gầm cực kỳ đẹp. Cái gầm sáng bóng luôn ha. Biển số thì coi như là 81. Thì bên em sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị ha. Anh chị cứ yên tâm. Bên em sẽ bao rút, còn anh chị về chỉ cần là nhập và bấm biển số thôi là sẽ ra tên chính chủ của mình ha. Rất là đẹp. Anh chị nào mà thích thì có thể liên hệ liền cho ha. Liền bên em, bên em sẽ nghe máy và trả lời những thắc mắc anh chị cần. Đó, anh chị nào mà thích cái xe này có thể là gọi điện trực tiếp liền cho bên em. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhớ cho em một like ha. Và hẹn anh chị là một cái video tiếp theo. Cảm ơn. Bye bye và hẹn gặp lại anh chị.